Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Totan Quat Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái cuộc chiến của đế quốc Hunno. Ở tập trước thì mình đã thực hiện cái cuộc chiến, tiếp tục cuộc chiến xuống phía Nam Ý rồi. Và bây giờ miền Nam nước Ý chỉ còn 2 tỉnh nữa thôi. Và cuối cùng là một cái thằng Ý mà. Rất tuyệt vời, mình sẽ đốt lốt cái tỉnh đấy của nó. Xem thế nào đã. Để đảo qua một chút cái tình hình ngoại giao thế giới này. Quân Ly Khai. À, quân Ly Khai La Mã còn một tỉnh duy nhất ở đây à? Mà nó chiến tranh với thằng Phanh với thằng gì kia kìa. Mà không biết cái khu vực phía châu Phi này nó thế nào nhỉ? Visigoth. Có thế quái nào, cái thằng gì đây mà chiếm được rộng đất thế này? Ồ. Loanh quanh tí mà nó đã đi hết được chỗ này rồi. Rồi. 7 tỉnh. Thằng này nó có 7 tỉnh. Phanh có 5 tỉnh. Hầu như mình chiến tranh với hầu hết rồi. Quân Ly Khai La Mã chiến tranh với bọn phương Đông. Cái thằng khỉ này tự dưng chiến tranh mình. Nó chiến tranh với Sassanid. Thằng này Macedonia chiến tranh với thằng Ostrogoth, Visigoth, Sassanid chiến tranh với cả Himyar ở phía nam này. Cái thanh niên này vẫn còn tồn tại này, đệ của Đông La Mã mà bây giờ vẫn còn tồn tại. Thế được. Xem phía bắc à, phía bắc mình đốt đến đâu rồi? À xong rồi, thời tiết đã tốt. Thanh niên này định bỏ chạy à? For the gods. Dựng trại lên và đánh tiếp. Besieging settlement. Toàn bọn bác dìu. Bọn bác dìu này cho cái thằng kỵ binh nó đánh hay hơn nhỉ? Đúng rồi. Trận này chúng ta cắm trại thật. Thời tiết vẫn xấu thế. Sao vẫn đi mất quân này? Không cần phải đánh đêm. Cho chúng nó đổ bộ lên. Mấy đội xúc kỵ của mình hơi bị thương đúng không? Nhưng mà bù lại đội cận kỵ của mình rất mạnh. Nó không còn lính bắn cung mấy. Sợi mưa này. Hết mưa lại sương mù. Đánh nhau kiểu gì? Các người sẽ chết vào ngày hôm nay nhé. Đội này chất lừ luôn này. Trận này xúc kỵ chắc có lẽ nếu không bí quá thì chắc không cần phải tấn công. Đâu, xem đội này nào. Xem cận kỵ đời cuối của Hunno như nào. À, sát giết trông chất phết đấy. Không biết nó còn update lên một lần nữa không. Úi ôi. Mình
nó đang đổ bộ lên biển rồi. Úi dồi. Chắc chắn là nó phải ra rồi, bởi vì là mình có xe bắn đá. Ủa, chỗ này giáp bờ biển. Vào bình đắc ẩu. Thôi khỏi, giết mấy thằng này đi. Bọn còn lại chỉ còn có vài thằng không đáng thấm. Rồi dừng. The general has been killed. Excellent. Horse archer. Sống làm sao được? Rồi. Có vào được đến nơi đâu mà vào. À. Mấy thằng bắn tên này bắn lùi ra. Trời ơi. Hả? Mấy thằng này dám nhiễu à? Đấy nhá. Kiểu gì? Cái pháo mình phải lã vào bọn này. Cẩn thận. Vòng quanh đấy, móc vào quanh. Rồi sao khi rồi? Đội này bị bọn nào đánh đấy? Sốc luôn. Tướng quân của chúng ta bị tấn công á? Rồi tranh thủ luôn. Vậy ra. Ai chả. Vất phết nhỉ? Lại đây, mấy thằng này chạy nhanh thế. Loạn sinh động, đội hình của nó lên. Nó toàn lính dìu thôi mà, sốc chết bầm. Lính dìu không chịu rồi, sốc được. Rút cả đã. Cho bọn này đi quẩy. Rồi, tiếp tục. Rút hẳn ra đây, đánh làm gì. Rồi, lại sốc tiếp thằng này.
đủ mấy cái thằng dìu. Rút hẳn ra đây phát này cho có lực. Quân của nó đang tản mát à. Đúng rồi, chạy ra đây. Nó đuổi xạ kỵ mình gớm nhỉ. Nó toàn còn toàn trận chiến thôi đúng không? Tướng nó sẹo rồi. Ra đây. Đùa với đội kỵ binh đời cuối của anh à. Bọn này bọn đời cuối lì thật. Vào rừng anh em. Dụ cho nó ra. Chơi luôn. Chơi bọn này. Sốc cho mấy thằng dìu phát nát bét luôn. Rồi, ra đây, ra đây, ra đây. Ôi ôi, càng về sau càng vất. Rồi, rút ra đây. Chờ tí, cho bọn này nó sốc tiếp. Chia cho hai đạo cũng đánh không hiệu quả. Đánh tạt từ hai hướng. Nhanh ra. Thằng này nhanh ra đây. Truy sát nó làm gì? Dan, our ambush troops have been detected. Đó này. Chạy nhanh ra đây. Rồi xong. Tiếp theo làm việc. Mày đùa. Cũng binh của hôm nụ. Tiếp tục sang thằng này. Nắm này lên đây. Hết rồi. Còn đâu? Mất tinh thần đốt. Úi dồi. Ai xà. Ủa quần nó đông thế. Mình hơi liều đấy, nó đông, nó 3.400, mình có 1.000 mấy mà mình dám xông vào mình đánh nó như đúng rồi. Không phải mình thích những đánh trận nó phải khó khó nhé. Ôi tiền bây giờ thì bết nhè luôn rồi. Bắt nó là chư hầu á. Mày chư hầu đấy. Chư chả hầu. Thêm một thanh niên nữa đã được diệt vong. I am the light in the dark. I shall see them to their ancestors. I see it done. Mày lão. Thirsty for battle. Rồi. Mình đốt đến đâu rồi? Nó thằng phanh nó chiếm được ở đây này.
khỉ thật. Ông làm nào mà ông mò tận trên đấy được. Thằng nào thì bây giờ anh ra anh đốt sạch. Thằng này. Ở đứng đây đã. Láo nháo ra ngoài kia nó đấy. Phơi cho phát chết. À mình đang sẵn tiền thì mình hợp nhất các đơn vị quân vào để mua thêm quân mới. Đỡ mất thời gian. Đúng rồi. Một, hai, ba, bốn, năm. Thế có phải nhanh hơn không? Đội này thì à... cũng vậy. Đắt lắm, đội này nhưng mà mình mua được mà. Đội gì nhỉ? Mua cũng mất khá nhiều thời gian đấy chứ. Ồ, mua mất 2 lượt cơ. Thôi được, kệ nó. Để hồi được nhưng mà thôi chẳng cần. Rồi, qua lượt, đốt, lại đốt nhiều quá. Qua lượt. Chúng ta đi tàn phá thế giới. The love of gold can stir evil in men. Một hiệp ước hòa bình mà bắt mình chi gold. Tiền. Sau này nó bị ảo tưởng sức mạnh à? Nó còn một đạo quân nữa mà. Bác đây. Ai à? Ai già? Té 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 té. Fall back. Journey complete. Mình đang bị trúng độc kìa. Ai à? Hay rồi. Trận quyết tử à? mình tự dưng mình cho chạy ra xa một tí phát thành ra có chuyện vui hay đi chơi rồi. Trận này khó nha. Ăn. Sợ mẹ đấy chứ nó. Anh nhé cắm trại hai thằng đứng ở đấy đã. Mình chưa quan sát hết. Giết từ thằng một. Lại sương mù. Our sisters.
ancient warriors! Must pour on infantry! Chosen warriors! Fearless warriors! They will bleed for us! Warlord! Ngon lên đây. One day I shall ask you to attack for me. But today, we must defend and strike. Enemy reinforcements approaching! To us, and we will inflict great pain upon them. Thế trận không thuộc về chúng ta. Ok. Binh của nó à? Chosen warriors! Melee warriors! Lên rồi, lên rồi. Trận này chắc phải dụ kỵ binh nó vào gần. Rồi, lại bỏ được mấy thằng. Hidden units have been revealed. Dụ nó vào đây. Mấy con ngựa của mày vào đây. Xong cầu xe bắn đá nó rồi, tốt lắm, biết đội hình phá lăng nó. Còn ba cái con ngựa của chúng nó đâu rồi? Ok à. Chạy ra đây thôi. Chào rồi, không có bộ binh bảo vệ. Kỵ binh trận này cũng nên đánh nhau. Dồi ôi, xe bắn đá nó lã thấm đòn thế. Dạ kỹ rồi. Rồi. Chỗ nào nó đánh thấm nhất đây? Có mấy thằng gì? Chosen Warriors, tiến sang bên này. Tiếp, bắn vào đây cho anh. Enemy units have rallied and returned to the battle. Mấy thằng bắt đầu. Trận tranh cuối cùng của chúng nó mà. Tất cả lực lượng của nó đây rồi, nó chơi tất tay mà. Ôi ôi, con tiếp viện đồng vãi xe anh trưởng. Oh.
rút quân ra đây. Giết mấy con chó này. Nhanh, ăn ngay bọn đằng sau, chết rồi. Mấy con ngựa bố láo này. Ái xà. Rồi. Chơi luôn. Xông vào cận chiến luôn. Mấy con ngựa bố láo này chơi xe bắn đá của anh ạ. Bỏ chạy đi. Ăn luôn. Mày. Chiến đấu đến cùng anh em ơi. Ăn được mà. Ôi, quân tiếp viện vẫn tiếp tục vào à? Trận này mình xong rồi. Sao nó đông thế nhỉ? Chạy ra đây. Đừng. Ôi, tiếp viện vào. Stop. Trời đất. Xả kỵ mà cũng sốc như đúng rồi nhỉ. Xông lên kìa kìa. Phải làm chết bọn này. Rồi. Tiếp đến bọn này. Anh em. Thương vong nặng nề. Nào. Những người lính cuối cùng. Tiếp. Nó chĩa giáo ra đây thì từ từ. Trận đấu tuyệt vời. Trên cả tuyệt vời chứ không phải là tuyệt vời. Lùi ra.
rồi. Nó còn phải làm gì rồi. Cố lên anh em. Quay chết thằng này đã. Rồi bình tĩnh, giữ phòng tuyến, lùi lại, lùi lại, lùi lại, giữ phòng tuyến, lùi lại, đây đã, tướng, lùi lại. Ở đây chui ra cái thằng dìu này. Hết đạn rồi, xe bắn đá hết đạn rồi. Còn có mấy thằng mà sống dai đấy. Chết đây. Rồi. Ừ nhá, ôi xe bắn đá nó cẩu tới rồi. Lùi hẳn đây đi. Lùi tiếp. Cái xe bắn đá. Rồi. Rồi tản mát quân chúng nó ra. Sốc. Sốc 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 sốc. Chờ nó rút ra đã. Rồi rút ra xong để lại sốc tiếp nó. Rút ra. Rút ra tiếp xong lại sốc tiếp. Trận đấu này tuyệt vời. Thua hay thắng trận này thì mình cũng cảm thấy rất tuyệt vời. Lâu lâu phải được trận như này nó mới sướng. Úi dồi ôi. Nhạy nhạy nhạy, sốc. Sốc qua mặt nó. Ăn rồi. Lực lượng của mình đang bị thương vong nặng. Nó tranh thủ lúc đấy nó bam mình. Sốc kỵ, à xạ kỵ mà đi sốc chứ đúng rồi. What the hợi pháo của nó. Ôi pháo nó dã quá. Mấy xe bắn đá chạy hẳn ra sau này. Rồi ăn đây.
vãi cả xe bắn đá. Ồ, lão như này thì chết à. Rồi, tất cả anh em lùi sâu lại, để cho đội kỵ binh đi xử lý bọn xe bắn đá đó. Hai xe bắn đá mẹ. Xong rồi, anh em tiến lên. Lì nhở, chạy à. Lì thật. Nào. Tuyệt vời. Nào anh em, đánh thằng tướng nó trước, cứ đứng đây đi ạ. Còn có 2-3 thằng quánh như rồi. Đây có lẽ một trong những trận đánh có thể nói là hay nhất của mình từ đầu chiến dịch đến giờ. Thắng hay thua trận này thì nói chung cũng là một trận đánh huy hoàng. Phải có những trận đánh như thế này nó mới vui. Thằng hái. Như thế nó mới mất tinh thần được. Xử đòn nó. À may à. Tiến lên, tiến lên, tiến lên, tiến lên, tiến lên. Chưa có trận đánh nào có thể nói là khủng khiếp như thế này. À, xông vào, xông vào, xông vào. No!
cái trận này mình đến lại. Ồ. Không thể tin được. Giết được nó luôn. Kinh quá. Hình như là mình cứ đánh những cái trận nào nó càng khó mình mới càng đánh hay. Những trận mà mình tỷ lệ thắng cao quá là mình đánh hay kiểu ẩu. Đó 4.700 quân. Rồi sao? Ủa đi hết toàn bộ đội. Đội này có mất đâu nhỉ? Tại sao nó vào đây nó tự mất nhỉ? Úi dồi, dụng sung hết cả lượt rồi. Rồi. Đánh nhau nữa không? Ôi ôi. Lại phải mất mấy lượt của anh để anh mua quân lại rồi. Chúng mày tuyệt vời ông mặt trời. Xạ kỵ mà sốc như là sốc kỵ luôn, kinh thật. Và để anh đốt hết Bắc Âu ấy, đốt hết miền Nam nước Ý rồi anh sẽ xử lý bọn chúng mày. Vác quân ra đây ấy. Mày vác quân ra đây á. À, bọn này trèo lên đây. Trời ơi. Tuyệt vời ông mặt trời. Nào chiến trường phương Bắc. Đội quân này thì cả không sợ luôn. Giết nốt đám toàn quân nó cho anh. On the move, lads. Mày còn quân nữa không? Chơi tất tay rồi gì? Làm gì còn quân nữa? Vấn đề là bây giờ mình đang phải cần gì? Xạ kỵ à? Fight with us. Fight, make your ancestors proud. 6 độ sốc kỵ, 4 độ cận kỵ. Ừ. Ơ, mình bắt được một cái xe bắn đá ở đó này. Bỏ đi. Tăng kíp của anh lên. Anh cần gì cái xe bắn đá. Ui của mày. Hay rồi, chạy ra đây à. Từ cái này của mình phải nói là tuyệt vời đấy. Kiên cường. Ấy, tuổi trẻ tài cao đấy chứ. Đây này. Tướng bây giờ mới lên 4 sao mà nó đã các cái chỉ số này nó khiếp thế này rồi, nó được boost kinh thật. Đánh nhau tu à? Đánh nhau tu sợ mất quân không nhỉ? À không, sợ. Bởi vì là nó không còn nhiều quân. Sword of my people. Tuyệt vời, ông mặt trời. Come, sit, share my fire. Bây giờ chúng ta sẽ lại phải khôi phục lại tuyển được quán quân rồi đấy. Mua tại quân đã 5 đội à. Đầu tiên là bộ đội này đã 1 2 3 4
ba đội này. Fight with us. Mua ba đội kia. Ba thằng này trước, bốn thằng này sau. We need good fighters. Chắc mình sẽ phải hồi ở đây một lúc lâu. For the tribe. Mua được mấy thằng champion, bốn thằng, tăng xảo quyệt, cho thằng hero vào quân đoàn để nó tăng xảo quyệt đấy. À đúng rồi, anh em hỏi tại sao nó tăng được cả thằng hero nữa mà, hero nó búp mà, hero nó cũng búp tăng xảo quyệt. Mình dụ bọn này xuống đấy. Quân đoàn này tạm thời cứ đứng đây đã để hồi quân. Your next command. What do you wish of me? Weak men are easily bought. Qua be praised. How can I help? How can I help? Thằng này đánh toàn xịt, sọ dày này, ôi cái gì bị trừ, thằng nào mà đánh ngu thế? Ready for action. Let them cower. Mà có quân gì đâu cả. Nó đánh kiểu áo tu thì hao quân thật. Cướp được nhiều tiền hết. Cướp được nhiều tiền phết. God be praised. How can I help? On the move, lads. Không cắm trại được. Mà đứng gần nhau để còn bảo vệ nhau. For the gods. Đề phòng nó mắc lốt. Ôi ôi. Ê, bọn này nó được búp những cái khỉ gió gì vào mà chỉ số nó lên kinh thật. Thẩm quyền sĩ khí nó được nguyên bút nó lên được cộng 3 mà chưa lấy vợ. War be praised. How can I help? Dark shadows loom. This was not the success. Quân đoàn ở phía bắc của mình chắc phải hồi phục tương đối lâu ấy. Thằng Trung Tây đấy, nó vẫn còn một hạm đội ở ngoài này à? Chưa chết hẳn à? Yes. Tình hình là bây giờ phía bắc này của mình. Thôi được, qua lượt xem tình hình tiếp theo nào. Đánh nhau bây giờ thì cũng chưa đủ lực. Ai à, lâu lâu được trận đánh phê phê cũng sướng. Cũng có điều buồn cười thật, mình cứ phải đánh những trận mà nó khó khăn mình mới thấy nó. The love of gold can stir evil in men. Vãi, nó đòi mình gần này tiền á. Avoid the evil it brings. Ờ, còn thằng đấy nữa. À, lại về đây cắm trại này. Thôi được rồi, mình cứ hội quân đã. Lực lượng của mình chưa có, mình cứ bình tĩnh. Thằng nào mình cần phải hội quân đã. Và thời tiết tốt này đúng ra phải đi đánh nhau là mới tốt. Lại còn về đây để mà phát triển.
ta thời tiết như này là đi đánh nhau mới chuẩn. À, cho mấy thằng này giữ xuống, mình đốt lốt phát là tiêu diệt nó luôn này. Ừ, đúng rồi, xuống đây. À, thanh niên nào muốn thăng chức? Ba thằng tướng. Thôi được rồi. For battle. Cao phết nhỉ. For the gods. Come, sit, share my fire. Tử. Cống chạy gần vào thằng này phát đấy. Sword of my people. Mua ngựa. Are you ready to do your duty? Không sao. Tào nào thằng này cũng đã phải hồi quân rồi. Thằng này cũng phải hồi mất khá nhiều thời gian nữa. Thằng này nó về đây nó khôi phục à? Ready for battle. Leave none alive. Mấy thằng này là mấy thằng nổi loạn à? Nổi loạn. Thirsty for battle. Hồi quân. Warriors all. Tengri guides my steps. Quân đoàn lên cấp. À, quân đoàn của thằng này chưa được cấp cao lắm. Đây mình học bằng cái nhánh bên này đúng không? Rồi. Quân đoàn này thì rất là cấp cao. Warriors all. Ngu đần. Giảm xảo quyệt để tăng trung thành. God be praised. How can I help? Warriors all. Căng nhỉ. Mình chưa có kỵ. À đây rồi, có đội kỵ binh đời cuối Noko rồi. Phải dùng thôi. How can I help? That is not possible. The gods are with us. Mấy thằng này thích đuổi anh à? I want to know what hit them. It is done. Heading out. I like wrecking things. Để nó không chạy được. Quad be praised. How can I help? Rồi. Một thằng không tới được thì những thằng còn lại chắc không dám đánh. Mặc dù là mình đánh chắc là mình cũng ăn được trận lúc nãy, mình còn tưởng mình ngoẻo mà mình còn ăn được. Nữa này, những cái trận như này.
Giờ mình chỉ chờ phục hồi quân thôi. Mày ảo tưởng sức mạnh thế. Hình như là cái trong cái skill của quân đoàn nó cũng tăng xảo quyệt thì phải. Đúng không nhỉ? Xem lại xem nào. Khấu trừ thuế. Đúng không nhỉ? Xem lại skill của quân đoàn hình như nó cũng có cái dòng tăng. Không rõ lắm nhưng mà cái này thì tuyệt vời, cái này thì hơi mình cũng đâu có tướng nào khá hơn đâu. Đấu với La Mã. Tăng xảo quyệt. Trừ một trung thành. Thẩm quyền, nhiệt huyết, dĩ khí. Ngoài kệ. Chả có thằng nào khá. Quá bị praised. How can I help? For the tribe. They are. Come fight with us. Ngon thì vào đây. Ngon thì vào đây. Warriors all. Mà để chắc cờ mình nghĩ mình di chuyển xuống một tí thôi. Nhỡ nó đuổi được thì chết rồi. Đất của mình thằng gì đấy? Cũng không nên coi thường nó quá. Mình chưa hồi hết quân thì mình cứ từ từ. Không nên coi thường nó quá, kiểu là nguy hiểm. Yes. I shall see them to their ancestors. Yes. What? The ravens come. Ôi à. À, phương Bắc. For the tribe. Phương Bắc. Ổn rồi nhỉ. Ổn đấy. How can I help? Bọn này một lượt nữa là xong. Fight, make your ancestors proud. Fight with us. We need good fighters. Không được. Để hết lốt đợt này đã.
tiền mình các bạn sẵn nên là mình không sợ vấn đề mua quân lại. Nhưng mà lương thực của mình sao ít thế? Hình như mình đóng quân trên cùng các cái vùng đất giống nhau nên hơi thiếu lương thực. Bây giờ mình cũng đang phải chờ thời tiết tốt hơn nữa. Chiến trường phương Bắc thì mình cũng đang chờ thời tiết tốt hơn ở đấy. My lord expects that you may find it prudent to add a small, almost trifling sum. Mày bị ảo tưởng sức mạnh à? Mày thấy anh nhiều tiền mày ảo tưởng sức mạnh à? Đòi mình tận 10.000 để được hòa bình. Ta chưa đập cho mày vỡ mặt ra thì thôi. 5 quân vàng. Rồi, thời tiết đã tốt. Thời tiết đã tốt. Come, sit. Share my fire. Come, fight with us. Fight. Make your ancestors proud. Oh, ready for battle. Who's that? I am the knife in the dark. I won't know what hit them. Ai cha. Hạng nặng này. Sao bọn này nó có cái đội phanh, nó có cái đội này mà mình không biết nhỉ? Kỵ binh cận vệ. Sốc kỵ của nó ngon phết này. Thirsty for battle. Đế quốc Tây La Mã được thành lập ở đây à? Ô, ô. Speak your terms. Give words plentiful haste. Other business calls this day. Phải fight này, chiến tranh với ai nhỉ? You have the ear of my people. Do not waste words. We are worthy of better. Đòi là tí tiền thôi nào. Mà thôi dạy mình cỡ đại ca rồi cần gì tiền. Tiền của mình nhiều vít mít nữa. For the tribe. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Get moving. Kill them all. Sắp có cả đội kỵ cung đời cuối rồi. Dancer, các vũ công múa cột. Ghét quá nhỉ. Làm nào mà dụ chúng nó ra cái chỗ sáng sủa một tí chứ đánh nhau. This enemy has nothing on us.
We are more experienced, better looking, stronger of will, and we know we can take a hit or two. Kìa các bạn ấy đến kìa. The enemy has laid an ambush. We have sighted the enemy. Vào rừng thì đừng bắn đạn lửa, không kiểu chết cháy ấy. Con ngựa điên. Hoa đường. Con bắn ngựa đó. Bắn thế này thì sống làm sao được? Chưa tới nơi đã chết sạch rồi. Vãi cả đội bắn đá. Chết oan mấy thằng xúc thị của mình. Nó tướng nó đâu nhỉ? Bọn này cầm rìu. Ồ, bọn này nó cầm rìu này nó chém ác thế. Hmm.
Thế thả. Tiếp một thanh niên nữa đã hy sinh. Nó có độ sốc kỹ hướng. Phanh này. Bây giờ thì mình đánh nhau tất. Chả có thằng nào là mình không đánh nhau nữa. Chắc cờ thì cứ lùi lùi về đây á. On the move, lads. Ready for more orders. Không nên nóng vội. Sao cộng cái này tuyệt. Thằng tướng này đỉnh à. Kiêu ngạo. Giảm trung thành. À, kiêu ngạo à. Cái này nó cộng nhiều thế. Tí nữa cộng tiếp vào cái này nữa. Thì bá phải biết. Sao quyệt. Warriors all for the tribe. Thirsty for battle. Mình đang hết lương thực ấy. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Và nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Mấy anh La Mã. Vậy.